Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Thì ở video này á, thì mình sẽ hướng dẫn giải mã cái màn ảo thuật ở đêm chung kết của cô gái Rihanna đó các bạn. Thì cô này thực sự là những màn trước rất là hay mà mình đã giải mã rồi đó. Thì màn này là đêm chung kết là cô ta biến ra rất là nhiều zombie từ một cái hộp mà ban đầu không có gì trong đó. Thì biến ra cũng khá là nhiều nha. Và sau đó cô ta chui vô hộp rồi cô ta biến mất luôn và xuất hiện ở sau khán giả. Thì màn này thật sự là rất là hay và đó là lý do mà cô ấy được giải quán quân đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã bấm đăng ký ủng hộ mình nha. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay á, thì bấm đăng ký để có thể đón xem những video tiếp theo nha các bạn. Nhớ nha, bấm đăng ký ủng hộ mình nha. Bây giờ là mình vô giải mã nha các bạn. Bạn nào mà chưa xem màn này á, thì xuống cái phần comment á, xem lại nha, mình có bỏ cái link gốc ở dưới á. Wow, và đây là cái màn ảo thuật đó nè các bạn. Thì các bạn nhìn kỹ cái này nha, thì ban đầu á thì chỉ có 7 người xuất hiện từ cái hộp thôi chứ thật sự không phải là nhiều nha các bạn. Từ lúc mà cái anh mặt xanh này ra là chỉ có 7 người thôi ha, có một người bên dắt bên đây nữa là chỉ có 7 người thôi. Nhưng mà lúc sau là một đống người ra. Ở 3 phút 23 thì một đống người lại lên sân khấu. Đây, rất là nhiều người. Thì tại sao lại như vậy? Thì các bạn thấy thì chỉ có 7 người ra nhưng mà những người khác là dàn dựng ở dưới là chút đi ùa lên thôi ha. Chứ thực sự là cái hộp này không có ra nhiều người như vậy. Rồi, và cái hộp này thì làm sao lại ra được 7 người? Thật sự là cũng là một con số nhiều nha các bạn. Thì mình sẽ giải mã cái hộp này. Thì cái hộp này nó được thiết kế rất là đặc biệt, nó thiết kế như thế này nè các bạn. Đây. Toàn bộ sân khấu này á là do cô ta dàn dựng hết, dàn dựng từ cái hoa văn nè, hoa văn với cái hộp tạo cho cảm giác là mình bị phân tâm. Và mọi thứ di chuyển là mình sẽ không có phát hiện. Và cái màn này nè các bạn, để ý cái màn nha. Cái màn này không phải là cái màn của sân khấu nha các bạn. Cái màn này là cái màn cô ta dựng thêm lên. Còn cái màn của sân khấu là cái màn tuốt phía sau nè. Chứ không có vô lý mà một cái sân khấu mà lại có hai cái màn hết. Thì cái màn này á là cô ta dựng lên. Và những người zombie á là núp ở phía sau cái màn này nè các bạn. Và Trúc sẽ tìm cách bò vô cái hộp này. Thì chút làm sao mà bò vô cái hộp được á, thì mình sẽ giải thích cho các bạn xem là cái hộp này thiết kế rất là hay nha các bạn. Đây, thiết kế như thế này đây. Để làm cho những người sau cái tấm màn này á chui qua mà ở dưới không thấy. Thì các bạn nghĩ đi, làm sao mà có một cái sân khấu mà lại có cái màn chính giữa này, rất là duỗi phải không bạn? À, đó là lý do như vậy. Đây, thì cái hộp này được thiết kế là nó rỗng ở phía sau, không phải rỗng mà phía sau có thể có cái, nó có cái cánh cửa mà nó mở ra được không các bạn, thấy không? Bạn thấy nó còn trống trống không? Thì cái này có nó cái ở phía sau là nó có thể bật xuống được ha, chứ không phải là nó kín ha, không phải chỉ mở hai bên mà nó còn mở phía sau được nữa, đã có thể bật xuống cho người khác chui vô á. Đây à, đây nè, nó còn cái kẽ hở nè, mình thấy ánh sáng phía sau dội vô đó các bạn. À, thì có cái hở thì chút chắc chắn là sẽ bật xuống được. Còn này là nhìn phía trước nha, còn phía sau của nó nè. Đây, phía sau của nó các bạn nhìn nè. À, nó có một cái chốt ha, có một cái chốt khóa lại nè. Và bên đây là các bạn thấy cái đường liền không? Cái đường viền nè. Không, nó cái đường mà gấp khúc mà nối giữa hai cái với nhau á, thì cái này có thể bật xuống được nè, bật xuống ha, bật xuống. Thì bật xuống thì cho người phía sau chui vô. À, thì làm sao chui vô được á mà để người khác không phát hiện á, thì nó lại có thêm một cái dụng cụ này bên dưới nữa nè các bạn. Đây, ở dưới đây là nó có một cái máy kéo lên, có một cái khay giống như là cái đồ mà xay hạt tiêu ngày xưa đó, cái đồ rút ra rút vô các bạn. Đây, cái này thì cho các bạn coi kỹ hơn đây nè. Không, nó có thể rút ra rút vô được. Thì này rút ra khi mà biểu diễn á, cô ta sẽ cố gắng là cho cái thùng này sát cho bên đây chút và cái cây này đưa ra. Thì cái chính giữa nè các bạn nhìn chính giữa nè, nó chỉ dày bằng 4 ngón tay mình thôi ha, giống như một cái cây 4 ngón tay thôi. Và những diễn viên đó là sẽ đi đứng lên cái thanh này ha các bạn ha, đứng lên, ví dụ giống như cái viết này đi là đứng lên ha, đứng lên cái viết này chứ không phải là nguyên một cái bài bản rộng ha, nó chỉ bằng 4 ngón tay mình thôi ha. Này, đứng lên cái viết này và đi vô cái thùng ha, đứng lên cái viết và đi vô cái thùng. Đấy, đó là lý do tại sao mà cái thùng nó rỗng và phía sau lại có cái thanh này nè các bạn. Thì đi vô và ở đây nè các bạn thấy không, thấy cái ô này không, mình nhìn sơ qua là mình thấy nó lòi hơn những cái khác ha, mấy cái này là nó liền nè ha, còn cái này là nó có khe hở nè, là cái này nè có thể bật bật vô được ha, bật vô để cho người bên trong chui ra được. Thì các bạn nhìn nè,
nó có thể nó không có liền nha, nó u ra mà cái đường liền của nó rất là khác lạ hơn những chỗ khác ha. Mấy bên đây thì nó rất là đều rang ha, nhưng mà bên đây lại nó lại khác. Thì cái này là nó có thể bật vô được và những người bên trong sẽ đi ra và sẽ đạp chân lên cái thanh bên đây nè rồi chui vô. Rồi bây giờ là tới cái lúc mà bây giờ là xong cái thùng này ha, là những người bên trong là có thể là đi ra đường nha các bạn. Thì tới cái khúc mà cô gái này á, đi vô cái thùng á, ở 3 phút 25 thì cô này đi vô cái thùng thì cũng tìm cách là chui 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 vô lại cái sau phía màn và lòn ra sân khấu và xuất hiện ở phía sau ha. Thì ở đây các bạn chú ý nè, cái anh mặc áo xanh là đây, anh mặc xanh này nè, anh này nè, anh ta cố gắng đi ra phía sau và có một khoảng thời gian một chút xíu là anh ta dừng lại để anh ta đẩy cái khe vô ha, anh ta đẩy cái khe vô đây các bạn nhìn nè, đây anh ta ra phía sau ha, nó ra phía sau đó phải mất khoảng một một chút đó anh ta mới xuất hiện lên đây nè, không cũng khoảng thời gian khá dài đấy, anh ta đẩy đẩy cái thanh mà bước vô đó, đẩy vô ha, đấy đẩy xong rồi đó. Rồi chúc cô ta thì cứ ra phía sau, đi ra phía sau và lòn ra ngoài phía sau giám khảo thôi. Thì cái khúc mà xuất hiện ở 4 phút 08, các bạn để ý nè, có một khán giả thấy cô ta luôn, thấy cô ta xuất hiện và chỉ cô ta này nè, khán giả này nhìn nè, này thấy cái tay chỉ không, thấy bà này thấy cái tay chỉ không, là bà đó biết rồi, bà biết cô ta xuất hiện rồi. Đây nè cái tay bà chỉ nè, à, chuẩn bị chỉ là cô ta xuất hiện rồi. Là cô ta lòn ra phía sau, tại phía sau rất là tối và cô ta đi và rất là khó ai phát hiện, mà sau đó xuất hiện lên mình làm như vậy đó các bạn. À, cô ta đi lòn lòn và mọi người thì cứ hướng lên sân khấu mà không để ý, khi mà để ý rồi thì sẽ thấy là bất ngờ khi mà cô ta xuất hiện như vậy hay có cái tay chỉ và người phía sau này, cái cô này là cũng thấy cô ta luôn và cũng cảm thấy là điều đó rất là bình thường ha. Đây này cô này ha, bà quay lại cái để xem coi có ai thấy giống bà không đấy. Còn cô bên đây là chỉ luôn, lấy tay chỉ luôn, này này cái tay chỉ lên ha, chỉ cho ông anh phía sau coi có thấy cỏ không đấy. Đó là màn này đó các bạn. Còn cái màn ngôi sao mà trên cánh tay của giám khảo thì mai mốt mình sẽ hướng dẫn ha. Hay, thật sự là cũng rất là hay phải không các bạn? Thì đó là cách suy nghĩ của mình và mọi người thì có những suy nghĩ khác nhau, không biết các bạn có giống ý mình hay không. Nếu mà đúng hay sai thì các bạn cũng comment cho mình biết ý của các bạn nha. Đừng quên là bấm nút đăng ký để có thể ủng hộ mình nha các bạn. Nhớ nha. Bye bye, hẹn gặp lại những video kế tiếp.